fanpage nhiều người theo dõi. Đầu tiên, bạn phải biết rõ mục tiêu của mình khi mà lập fanpage là gì. Có thể là để bán hàng, chia sẻ kiến thức hay đơn giản là để kết nối với mọi người cùng sở thích. Sau khi đã xác định được mục tiêu, bạn chọn một chủ đề hấp dẫn mà nhiều người quan tâm, độc đáo và hữu ích để thu hút mọi người. Tiếp theo, quan trọng nhất là nội dung. Bạn cần đăng những bài viết, hình ảnh, video chất lượng phù hợp với chủ đề mình chọn. Nhớ là phải đăng đều đặn, như vậy mới giữ chân được người theo dõi. Hình ảnh và video cần phải đẹp, bắt mắt nữa nhé, vì đây là cái đầu tiên đập vào mắt mọi người khi họ vào fanpage của bạn. Đừng quên sử dụng từ khóa liên quan đến chủ đề trong phần mô tả, tiêu đề và các bài đăng. Điều này giúp trang của bạn dễ được tìm thấy hơn trên Facebook. Rồi, khi đã có nội dung ổn định, hãy mời bạn bè, người thân vào theo dõi và chia sẻ trang của bạn. Bạn cũng có thể tạo ra các cuộc thi khuyến mãi để khuyến khích mọi người chia sẻ fanpage đến nhiều người hơn. Ngoài ra, bạn cần tương tác tích cực với người theo dõi, trả lời bình luận, tin nhắn nhanh chóng và thân thiện. Điều này tạo ra sự kết nối, làm cho mọi người cảm thấy được quan tâm. Nếu có điều kiện, bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook để tiếp cận thêm nhiều người. Quảng cáo sẽ giúp bạn nhằm đúng đối tượng mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính, sở thích, vân vân. Đừng quên liên kết fanpage của bạn với các nền tảng khác để kéo thêm người theo dõi từ đó về. Cuối cùng, nếu có thể, hãy hợp tác với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn. Khi họ giới thiệu fanpage của bạn, bạn sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và tăng nhanh số lượng người theo dõi. Vậy là bạn đã có trong tay những bí quyết để tạo một fanpage đông đảo người theo dõi rồi đấy. Chúc mọi người thành công!